Lão Phật gia ân sư Thường Tịnh Hở Không, Ngài đã vãng sanh rồi. Và hôm qua thì có thiêu nhục thân của Ngài. Và chúng tôi cảm nhận thấy Ngài là một vị Bồ Tát hiện thân biểu pháp cho cõi ta bà của chúng ta. Và một vị Bồ Tát sống hiện hữu trong cõi này đã xiển dương tu pháp môn tịnh độ. Và đó là cái sự may mắn cho hành giả tịnh độ đã gặp một vị Bồ Tát hiện thân trong cõi ta bà này. Cái việc mà Ngài hiện thân để mà thuyết pháp trên 60 năm đó là một loại hiện thân của các vị Bồ Tát mà chúng ta không thể làm được, chúng ta không thể bì nổi, không thể sánh kịp. Và khi Ngài còn sống, Ngài có cái biểu pháp để lại những bài thuyết pháp. Chúng tôi nghĩ nếu là phàm phu không thể nào có thể giảng được. Bộ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm mấy trăm tập, Kinh A Di Đà, Kinh Tứ Thập Nhị Chương, vân vân, tất cả các kinh, cuối cùng Ngài quy về giảng Đại Kinh Khoa Chú, giảng tịnh độ. Cái hạnh nghiệp của Ngài thực sự là Bồ Tát, rõ ràng không phải bàn cãi chi nữa. Và cái sự ra đi của Ngài cũng là một bài pháp không lời, tức là Ngài thị hiện ra đi hỏa thiêu. Tổ sư Ấn Quang cũng hỏa thiêu, để lại vô lượng vô số xá lợi rất nhiều. Chút xíu nữa thầy Minh sẽ đọc cái đoạn mà trong văn sao có nói đến xá lợi của tổ sư Ấn Quang. Và của Ngài Lý Bỉnh Nam là một vị cư sĩ Bồ Tát để lại hơn 2.000 viên xá lợi. Lý Bỉnh Nam là một vị cư sĩ đệ tử của tổ sư Ấn Quang, cũng là hỏa thiêu luôn, để 49 ngày. Mỗi ngày hơn 600 người tình nguyện đến để niệm Phật cho Ngài tại Đài Trung. Rồi đến Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không ra đi cũng tại Đài Trung nơi chùa Cực Lạc. Và cũng để gần như là 49 ngày. Đặc biệt chỗ này. Cho nên khi Ngài ra đi để lại một cái biểu pháp, đó là tăng ni Phật tử nên thiêu. Chút nữa thầy Minh cũng sẽ đọc cái đoạn này. Tổ sư Ấn Quang khuyên mọi người nên thiêu đi. Phật, rồi các vị A-la-hán, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài A-nan, vân vân, các vị đó đều là thiêu hết. Có cái đạo lý trong đó. Không có xây tháp lớn và để mà đưa cái thân vào trong tháp. Tuy nhiên có một số các vị hòa thượng, đó là cái hạnh nguyện của Ngài, chúng ta không có thể bàn hoặc là suy tính trong đó. Nhưng mà riêng các vị mà ra đi mà để lại cái biểu pháp thiêu đó, hôm nay chúng tôi nói một chút xíu về cái việc này. Thưa quý vị, là chúng tôi chúc mừng cho các vị có cái nhân duyên mà trong 7 tuần thất đến đây niệm Phật từ 6 giờ tối đến 6 giờ sáng. Không phải là 49 ngày mình niệm Phật cầu cho Ngài vãng sanh, Ngài đã vãng sanh rồi, mà mình chỉ niệm Phật để kết duyên với Ngài, để lúc lâm chung Đức Phật A Di Đà, Đức Quan Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Ngài cùng thánh chúng xuống tiếp dẫn mình vãng sanh. Ở trong này ai muốn vậy đâu, giơ tay lên. Vậy là ai cũng muốn phát nguyện vãng sanh hết đúng không? Như vậy là cái việc mà để niệm Phật kết duyên với Ngài đó, thì đây là một cái nhân duyên rất thù thắng. Chúng tôi nghĩ là nhân duyên rất thù thắng. Mà cái đặc biệt là khi chúng tôi vừa khởi niệm lên để mà tổ chức niệm Phật, thì không hiểu sao cái cách niệm Phật này mà đại chúng hưởng ứng. Và một cách niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, một câu niệm trong máy chúng tôi và một câu để trống đó và đi cũng là cái danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật đó, rồi ngồi cũng danh hiệu Nam Mô Di Đà Phật đó, và lạy cũng Nam Mô A Di Đà Phật đó. Cách này tuyệt. Chúng tôi đã áp dụng nhiều ngày tháng ở khu chuyên tu, hôm nay lên áp dụng đại chúng. Đại chúng coi như là duy trì được suốt trong 7 đêm qua.
Và không những đêm nay là đêm cuối 49 ngày mà chúng tôi sẽ tiếp tục mỗi đêm thứ bảy, bởi vì một số quý thầy như thầy Quán, thầy Từ, thầy rất thích. Thầy nói đúng là có sự gia trì của lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không, tụi con mới có thể niệm Phật 12 tiếng, hoặc là có những người họ niệm đến sáng luôn. Như chú Phát đây nè, hôm nay ông phát tâm ông đưa đoàn Phú Yên, đâu đoàn Phú Yên đâu, đứng dậy xem. Toàn bộ đoàn Phú Yên đâu, gần 200 người, cho chàng hoa tay đoàn Phú Yên đi. Tối hôm nay toàn bộ quý Phật tử ở chùa Cảnh Thái lên trên này cộng tu sẽ học cái cách để mà kinh hành rồi lễ Phật, để về dưới đó để mình tu, để mình làm biểu pháp cho mọi người Phật tử đi vô chùa Cảnh Thái để mà biết cách lễ Phật ha. Dạ vâng. Thưa quý vị, về cái việc mà hỏa thiêu đó thì Tổ sư Ấn Quang ngài có khai thị, ngài nói rằng là người mà lúc lâm chung á, nếu mà họ tích lũy đủ thiện căn phước đức nhân duyên và họ có tính hạnh nguyện đầy đủ á, thì họ không mang cái thân chung ấm, vừa tắt thở là tâm thức họ đã vào liên thai và họ đã trong khoảng sắc na Đức Phật A Di Đà đã tiếp dẫn họ vãng sanh rồi. Vì vậy cho nên thành ra cái người này thiêu cũng được mà không thiêu cũng được, không sao, cái thân này không có ảnh hưởng gì nữa cả. Nhưng mà thường các vị mà đã vãng sanh được, họ có cái hạnh nguyện để họ thiêu để mà cái biểu pháp để lại xá lợi, hay là ngài Hải Hiền để nguyên cái nhục thân luôn. Còn những người mà tạo những nghiệp xấu ác, họ vừa tắt thở họ đọa vào trong ác đạo á, thì thực sự đây là một cái điều mà mọi người phải suy nghĩ rằng lúc mình lâm chung cái thần thức của mình tùy theo nghiệp mà nó đi thọ thân khác. Mà nếu mà người mà mang cái thân chung ấm, tức là khi ra đi họ liếng tiếc cái thân này, hay nói khác hơn là họ chấp pháp, tức là chấp vào nhà cửa, tiền bạc, con cái, vật chất, xe cộ ruộng vườn, những cái gì ngoài thân gọi là pháp chấp. Và họ chấp vào cái thân của họ, và họ chấp vào trong cái tư tưởng của họ, mừng giận buồn vui thương ghét muốn, thì thường là họ mang cái thân chung ấm. Thường là họ mang cái thân chung ấm, tức là trong 49 ngày hoặc qua 49 ngày họ cứ mang cái thân đó, họ đi lơ lửng trong không gian này, rất khó đầu thai. Cho nên mình phải tạo những công đức mình hồi hướng cho họ. Mà những người này thì rất cần thiết về sự thiêu, vì mình không hỏi thiêu cho họ thì họ chấp vào nấm mồ, chấp vào cái xác này. Cho nên thành ra Tổ Ấn Quang nói là nên thiêu để họ bỏ cái phần đoạn sanh tử, họ chấp vào cái xác thân này. Vì vậy cho nên thành ra lão Phật gia Thượng Tịnh Hạ Không thực sự thiêu ra xá lợi. Chúng tôi nhìn thấy một số xá lợi, một số các vị có nói hình giống như Phật Di Đà, hình xương của ngài giống như Phật Di Đà, giống như Bồ Tát Quan Âm. Chúng tôi nhìn vô thấy cũng giống thiệt. Vì vậy cho nên thành ra là cái việc mà ngài ra đi, ngài để lại cái biểu pháp. Cho nên thành ra quý Phật tử hôm nay mình thấy cái biểu pháp như vậy, mình về mình phải dặn gia đình của mình. Dặn sao? Con à, cháu à, em à, anh à, ông à, bà, lúc tôi lâm chung nên cho tôi đi vào lò hỏa thiêu nha. Có nhiều người họ dặn như vậy, gia đình người ta kêu là chưa có chết còn sống mà nói cái chuyện đó nó không có tốt. Không phải vậy. Mình phải sắp đặt trước, sắp đặt sẵn sàng trước. Bữa giờ rồi chúng tôi mới nghe cái đĩa Hòa Thượng ngài có trả lời một câu hỏi mà thiệt là hay. Hôm nay nói ra cho đại chúng nghe nha. Thực sự hôm nay chúng tôi lên là thông báo cái chương trình mỗi thứ bảy tiếp tục mình tu, và chúng tôi hướng dẫn cái cách để chúng ta tu hơn là chúng tôi sẽ giảng. Tuy nhiên mình thực hành mình phải thông được cái lý. Và mỗi lần mà buổi tối chúng tôi lên nói chuyện một chút như vậy là Phật tử tu không có bỏ nửa chừng. Không à, tu đến 2-3 giờ sáng, có khi tu đến sáng luôn. Vì vậy cho nên thành ra đêm hôm nay chúng ta sẽ sắp xếp và có thể là chúng ta tu tập làm 2 ca ha. Có người hỏi Hòa Thượng Tịnh Không như vậy, ngài có sợ chết không? Thì ngài nói là tôi không sợ chết, bây giờ tôi chuẩn bị cho cái chết đàng hoàng tử tế rồi. Cái chỗ này hay. Mình thì mình chưa thấy cái chết như thế nào cho nên mình nói không sợ. Chết đâu là mình sợ rồi, chứ đừng có nói chuyện chết. Coi lại đi,
đâu là mình rung rồi mình quíu rồi. Bác sĩ nói là mình là ung thư hoặc giả là bị bệnh chữa không được, còn khoảng vài tháng nữa là mình quíu rồi. Vì sao vậy? Mình chưa chuẩn bị cho cái chết. Mình chuẩn bị cho cái gì? Chuẩn bị cho cái gì? Cưới vợ, gả chồng cho con cái, xây nhà, xây cửa, lo con cái học hành, lo làm ăn, mần ăn, lo đủ thứ hết trơn. Khi cái chết nó đến cái mình hốt hoảng bất ngờ liền, bởi vì mình không lo. Mình không lo cho cái chết, cho nên cái chết nó đến với mình rất là bất ngờ, đột ngột quá. Có bà già bà ở bên Úc mà bà 80 tuổi rồi, bà nói tôi chưa muốn chết mà sao cái chết đến với tôi. Vì sao bà nói cái câu này? Vì bà chưa chuẩn bị chết và bà chưa biết chết đi đâu, đúng không? Coi lại chỗ này, đâu phải là già mới chết đâu. Mạc đại lão lai phương niệm Phật, cô phần đô thị thiếu niên xuân. Đừng để tuổi già mới niệm Phật, mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Coi lại đấy. Bây giờ mình chuẩn bị lo xây một cái nhà, mà chuẩn bị tiền bạc, đất đai, giấy phép xây dựng vân vân, mọi thứ mà chuẩn bị càng tốt chừng nào thì mình xây dựng cái nhà càng tốt chừng đó, đúng không? Còn chuẩn bị không tốt là mình có khoảng 2 tỷ mà mình xây cái nhà mình dự trù là 3-4 tỷ, 4-5 tỷ, thì cuối cùng nó đổ nợ ra là lúc đó mình hoảng hốt, mình lo toan, đúng không? Chuẩn bị không tốt. À, cái chỗ này chỗ quan trọng nè. Nhưng mà mình coi lại cái cuộc sống này có cái gì là nó bền chắc hay không, rồi mình cứ lao đầu vô đó để chuẩn bị những cái giả mà cho nó thiệt tốt như vậy. Rồi cái thiệt là cái mà để mà mình mang cái nghiệp vãng sanh á, là tịnh nghiệp á, mình chuẩn bị không tốt. Chỗ này là cái câu của Hòa Thượng Tịnh Không mà nhân cái ngày 49 ngày đêm hôm nay niệm Phật, chúng tôi cảm ngộ được cái câu này của Ngài. Ngài tôi không sợ chết do tôi chuẩn bị cái chết nó quá đàng hoàng rồi. Nó quá đàng hoàng rồi. Cái chỗ này chúng tôi nhấn đi nhấn lại, lập tới lập lui để quý vị hiểu cái chỗ này. Coi lại đi. Suốt cả cuộc đời mình không có cái gì mà không chuẩn bị trước. Từng miếng ăn, tối nay ngủ sáng mai phải nghĩ ăn cái gì rồi. Từng miếng uống, rồi từ cái nhà ở, từ chiếc xe, chuẩn bị mua chiếc xe là cũng phải suy nghĩ. Rồi cho con cái đi học hành, cái gì cũng lo mà để toàn tâm vô trong đó lo luôn. Mà cuối cùng gì? Có mang đi được không? Không mang đi được. Nhưng mà phải lo không? Phải lo, nhưng mà tùy duyên mà lo. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Chứ có nhiều người người ta nói là không lo gì hết, giống như người khùng điên thì sao? Những người không biết cái gì nữa hết, cho nên họ không lo gì hết. Không phải như vậy. Cái người tu tịnh độ, người ta biết hết tất cả, nhưng mà người ta biết cái gì cần phải lo trước để mình mang đi được, cái gì là tùy duyên để mình lo. Nhà cửa, con cái, học hành, sự nghiệp, vân vân, tùy duyên mà lo. Hai cái chữ tùy duyên này nó hay cực kỳ. Cái chữ tùy duyên, tùy duyên là sao? Ví dụ như cái chùa của chúng tôi 2007 mở pháp hội, nghe theo hòa thượng nói là 3 năm, mở 3 năm, đến 2010 cũng là một chánh điện bằng tôn ột ẹp, mỗi lần đẩy cái cửa là làm bằng bánh xe bạc đạn, đẩy phùng mang trận mắt, đẩy nó nặng quá, cũng tùy duyên để đó. Đến 2010 gặp ông đó, ông cúng 2 tỷ xây cái này nè, là cái chánh điện quý vị đang ngồi, 2010 á, rồi ông cúng thêm 1 tỷ rưỡi nữa làm cái mái che ngoài kia. Rồi sao không biết khiến Phật gia hộ, có cái anh chàng đó, anh làm về cái ngành ráp ráp sắt tiền chế, anh lên anh đo rồi xong xuôi hết rồi, cái anh mang lên anh ráp, trong vòng 1 tháng là xong luôn, mãi đến hôm nay là 12 năm, tùy duyên, cứ để đó tùy duyên. Không khởi niệm phải làm gì cả, rồi cứ lo ở trong đó mà chân thật niệm Phật. Rồi Phật cũng sắp xếp lo cho mình đầy đủ hết. Cái việc mà mình niệm Phật tích lũy cho cái việc vãng sanh, nó là quan trọng. Còn cái chuyện xây chùa chiền bổn đạo nhiều ít gì đó là tùy duyên. Hiểu chỗ tùy duyên không? Tùy duyên. Cái tùy duyên nó rất là hay. Bởi vì cái tùy duyên mà khi mà họ ngộ vào cái cảnh giới này rồi là họ không phan duyên. Còn có người mình phan duyên là vất vả cực khổ lắm. Người phan duyên hay xây chùa là đi mượn mỏ kêu gọi. Cái người mà gọi rằng là phan duyên mà muốn cho con cái học hành có tiếng tâm với mấy người khác á, với những đại gia là phải cho học nước ngoài, hoặc giả là mình phải làm sao cho nó giỏi. Nhưng mà nó dở mình đau khổ liền, đúng không? Rồi mình làm sao cho nó có của cải vật chất để mà xứng đôi dừa lưới với những người đại gia khác, mà mình làm không được cái rồi trong mạng mình không có cũng đau khổ liền. Người này phan duyên mà, họ làm cái gì họ cũng phải muốn rằng cho bằng được người khác, thì họ phan duyên, họ rất khổ.
Còn người tùy duyên là sao sao thôi cũng là sao, sự chi cũng vậy, thế nào cũng xong. Tâm không vạn sự đều không, tâm họ an nhàn, nó không có dính mắc gì cả. Chỗ này phải ngộ về cái chỗ này rất là sâu. Hôm nay mình nghe mình phải cảm ngộ cái chỗ này. Mình ngộ là mình thông về cái lý. Khi mình thông về được cái lý rồi bắt đầu mình hành cái sự. Mà sở dĩ vì sao người ta không hành được cái sự vậy? Nói niệm Phật hay niệm chất chất và bữa họ bỏ. Rồi nói cái chuyện từ duyên họ nghe chút xíu rồi bắt đầu họ cũng bỏ từ duyên, họ đi phan duyên, là do họ cảm ngộ cái lý này không có sâu. Coi lại đi, nếu mà họ cảm ngộ về cái lý này sâu á, tức là họ nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại để họ cảm ngộ sâu á, thì họ sẽ hành được cho coi. Họ hành được. Họ hành được. Vì vậy cho nên cái việc mà để lúc lâm chung mọi người hôm nay chúng tôi nhắc lại, dầu cho người đó là 20-30 tuổi, mười mấy tuổi về cũng dặn cha mẹ, mà hôm nay chúng tôi nói đây là chúng tôi cũng dặn quý thầy. Nếu mà đủ duyên được 5-10 năm, 20-30 năm, 3-4 năm, 5-7 ngày không chừng, vài chục năm nữa chúng tôi ra đi thì sao? Để lại 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, 4 tuần tùy theo quý thầy, rồi thiêu đi, rồi coi có cái hạt xá lợi nào đó, có không có gì đó, có cái gì đó thì muốn lưu lại vài hạt thì lưu, còn không thì đi rải, còn Phật tử thích thì cho người muốn cà phê mang về uống, vậy xong. Hôm nay nói chơi chơi mà thiệt á, có mấy cái chùa đó, hôm bữa có vị hòa thượng trước khi chúng tôi đi Mỹ, hòa thượng cũng 90-mấy tuổi rồi ạ. Cuối cùng hòa thượng nói, tôi quý thầy, kêu con có làm gì đâu, được cái gì đâu, vô danh tiểu tốt, nói chuyện bù lu bù la với mấy Phật tử niệm Phật, cái gì đâu, hòa thượng quý trọng con. Kêu hôm nay tôi lên tôi chơi thầy, tôi ăn bữa cơm, thêm nữa là tôi thích thầy là nuôi các bà già. Tôi không có nhân sự, không có quý thầy, tôi muốn nuôi lắm mà tôi nó không được. Bây giờ tôi hiểu cái cảnh già, bây giờ ngày 90 tuổi hiểu cảnh già, đi nó lụm khùm, nhiều lúc không có người dắt, nhiều lúc nó đuối, sụm lên sụm xuống, rồi tôi hiểu cái cảm giác của mấy người già. Rồi con cái họ bỏ họ đi, cho nên không có chăm sóc được, mà thầy nuôi mấy bà già là tôi quý lắm. Mà lúc đó đông, lúc 24, 15, 23 đó là 800 bà cụ, trời dừng che toàn là liên hàng ráp không. Rồi cuối cùng lên ngồi ăn cơm trưa với hòa thượng, cái đạo lý này nghe hay nè nha. Cái hòa thượng mới nói là tôi cũng có cái điều muốn lên để chia sẻ với thầy, cũng hỏi ý kiến thầy làm sao. Cái con có tài giỏi gì đâu, hòa thượng hỏi con. Kêu là tôi cũng có nỗi ưu tư, tôi xây 2 cái chùa, mà 2 cái chùa cũng khang trang lắm, mà 2 ông đệ tử ông xây 2 cái tháp cho tôi sẵn, bây giờ tôi cũng chả biết nằm ở chỗ nào. Bây giờ 2 ông nào cũng đến thỉnh tôi. Khi hòa thượng mất, hòa thượng qua chùa con nằm, con xây cái tháp sẵn rồi. Cái vị kia cũng nói khi hòa thượng mất, hòa thượng qua cái tháp của chùa con xây sẵn rồi, bây giờ tôi cũng không biết nằm tháp nào. Cũng lo phải không ạ? Cũng lo. Nếu mà nằm bên ông này á, nằm bên ông Nhàn mà không nằm bên ông Minh á, thì ông Minh ông ganh tị đâu. Có nhiều lúc mà ổng kiếm chuyện nữa chứ, ông xích mích huynh đệ lẫn nhau nữa. Cái trời ơi, đơn giản, không có gì hết. Bởi vì lúc đó là hiểu cái vấn đề là thiêu rồi đó. Tôi kêu giờ hòa thượng thiêu đi, hòa thượng đưa 2 hũ cốt qua 2 cái tháp là xong. Ông kêu ồ hay quá, cái này hay. nhiều lúc hòa thượng ngài không nghĩ đến chuyện thiêu á, cho nên không nghĩ ra cái chuyện này. Cho nên thành ra là chúng tôi nghĩ đến chuyện thiêu, cho nên mới nói 2 cái tháp là 2 hũ cốt, đúng không? Rồi xong, 2 vị đó hoan hỷ. Ông kêu được, tôi làm cái vụ này được. Quý vị cũng phải di chúc trước cho con cái của mình, ông bà cha mẹ, chứ không mình nhắm mắt rồi họ làm theo cái kiểu của họ cho coi. Làm theo kiểu của họ, họ mang đi chôn rồi họ mang đi hiến xác nữa chứ. Cái chừng cái chuyện hiến xác nó nguy hiểm nữa. Hiến cơ, hiến xác, mình chưa có tự tại là bản sanh, mình chưa có thâu thần tịch diệt, chưa có tự tại ra đi, mà cuối cùng người ta moi ruột moi gan, người ta mang cái xác mình đi đâu, người ta làm cái gì đó không biết. Cái chuyện đó người ta khuyến khích ai làm thì làm, mà riêng chúng ta hôm nay là phải theo Phật, theo Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất, Tổ sư Ấn Quang, Ngài Lý Bỉnh Đâm và Hòa Thượng Tịnh Không. Mới mấy bữa trước thiêu, mình cũng thiêu. Hôm nay ai thiêu đâu, giơ tay lên coi. Đúng rồi, thiêu hết đi, thiêu sạch sẽ. Cái chỗ mà Ấn Tổ Ngài nói là nếu mà chôn một thời gian họ cải mùa cải mã, nó phơi xương phơi cốt lên nữa chứ. Vì vậy cho nên thành ra cái buổi nói chuyện của chúng tôi hôm nay, quý vị có mặt tại đây cũng như mọi người trên thế giới, là pháp hội mình bao nhiêu năm nay là thiêu không? Rồi 49 ngày nếu mà được thì mình gì? Rải luôn. Rải luôn.
Hôm nay Giác Nhàn nói đến ba cái điều này quan trọng. Cái điều thứ nhất đó là Phật lực gia trì bất khả tư nghị. Dĩ nhiên trong Phật lực đó là có pháp lực, có tăng lực, có tâm lực. Thứ hai đó là trí tuệ. Và thứ ba đó là phước báu. Ba cái điều này một người hành giả tu tịnh độ để vãng sanh phải vun vén ba cái điều này. Vun vén nghĩa là mình vun trồng, huân tập, tích lũy. Giờ lắng nghe trước cái Phật lực ha. Tất cả 84.000 pháp môn của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, một đời 49 năm thuyết pháp trên 300 hội, chỉ có cái pháp môn niệm Phật gọi là pháp môn nhị lực, là tự lực và tha lực. Còn tất cả những pháp môn khác đều cậy vào tự lực mình hết. Ở đây là lời khai thị của lão Phật gia Ấn Công, Tổ sư Ấn Quang. Tự lực của mình một ngày để mình đi bộ trên đường đi không bao nhiêu cây số hết trơn, mà ngồi lên chiếc máy bay, người ta bấm nút một cái là nó bay mình qua tới Singapore, mình đi qua đèo, qua biển, qua núi gì nó đi. Trong đó Ấn Tổ gọi là ngồi lên cái chuyển luân thánh vương, ngồi lên cái xe báu của các vị trời chở mình đi nhanh cấp kỳ. Cũng như quý vị từ ở dưới Sài Gòn, quý vị đi bộ lên này, mất bao nhiêu ngày đường mới lên tới Đà Lạt đúng không? Đó là tự lực mình. Còn nếu mà mình ngồi lên máy bay, nó bay 45 phút, không thì ngồi lên xe, nó chở quý vị 6-7 tiếng tới. Thì Tổ sư Ấn Quang nói là cái pháp thế gian bên ngoài, chúng ta còn phải nương vào cái tha lực bên ngoài là xe, là máy bay. Hàng ngày sinh hoạt phải ăn uống, và bắt đầu mới nhập thai cũng phải vào trong cái bụng của mẹ mình, rồi mẹ mình cũng phải ăn thức ăn, uống nước, rồi mình cũng hấp thụ cái thức ăn uống nước đó, nó nuôi cái thai bào từ từ lớn lên. Rồi khi mà sanh ra, cha mẹ cũng bỏ vô trong cái nôi đúng không? Rồi đắp khăn đắp đồ, chứ nếu mà sanh ra để nửa giữa nền nhà cái nó chết liền à. Không có quấn khăn, không bỏ vô nôi, không có ẵm bế bồng, rồi không có lo lắng á, để không không ngoài trời chết à, đúng không? Mấy bà cụ đẻ con phải vậy không? Nhân nhàng không có đẻ, không biết chuyện này. Nhân nhàng đàn ông không có sanh nhưng mà biết cái vụ này. Thì từ khi sanh ra cũng phải nương mẹ là tha lực. Tha là bên ngoài, lực là cái sức mạnh nó làm mình được tồn tại và vươn lên. Rồi lớn lên phải cần có thầy để dạy, dầu cho là giỏi thần đồng đi nữa, qua một đời nó mê, không đi học cũng dốt, không biết chữ đâu à. Mà học thì nó giỏi. Tất tần tật mọi thứ đều nương vào người khác hết, không thể một mình độc lập mà sống được. Khi mới sanh ra trần truồng, không có tả, không có áo, không có quần thì không thể nào tồn tại được cả. Mà trong kinh Hoa Nghiêm nói là cái này có, cái kia có, cái này sanh, cái kia sanh, cái này không, cái kia không, cái này diệt, cái kia diệt, gọi là trùng trùng duyên khởi. Nó đặc biệt là cái chỗ Phật lực gia trì. Cho nên tất cả mọi thứ đều phải nương vào người khác hết mới tồn tại. Cũng như cái tụi ăn cướp đó, nó phải có cái bọn, băng bọn ngồi nó họp bàn với nhau, nó suy nghĩ, nó tính toán với nhau, lâu ngày nó tạo thành năng lượng, nó mới vô nó khoét vách, nó lấy tiền, lấy đồ của người ta. Khi mà bị bể ra rồi, cái là cái năng lượng nó mất rồi, kêu nó đi nó không dám đi mình nữa. Gọi rằng là ngu tầm ngu, mã tầm mã, bọn nào ra bọn đó, quýnh bài ra quýnh bài, xì ke ra xì ke, tu ra tu, ăn nhậu ra ăn nhậu, nhóm nào ra nhóm đó, gọi là cái từ trường đó.
cái năng lượng đó, nó bảo bọc nhau. Đó là một cái tha lực, cũng là tha lực bên ngoài. Đôi khi chúng ta hiểu cái tha lực, cái gì đó nó cao siêu quá, mình không có hiểu thực tế đó. Thì tổ sư Ấn Quang nói là chúng sanh không có cái gì không nương vào người khác, ấy thế mà riêng Phật lực lại không tin, miệt thị Phật lực, si dại điên cuồng đến thế. Giờ nói trở lại cái Phật lực. Giờ ví dụ để quý vị có cái mường tượng quý vị tin. Khi mình tin được rồi nó đỡ dữ lắm. Khi mình ngáp ngáp mình đến đường cùng rồi, mình cứ nghĩ Phật đến, thì cái tần số này nó giống như là cái đài VTV3, VTV1. Quý vị ở nhà hay mở truyền hình quý vị thấy đúng không? Cái trạm mà phát sóng đó là cái ví dụ giống như là Phật lực. Đó là nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Ở tại thế gian này thôi, họ còn làm được một cái công nghệ khoa học để phát sóng VTV1, VTV3 ra. Mà cái làn sóng điện đó quý vị thấy không? Không thấy. Mà khi mở tivi lên thấy nó nhảy múa rồi hề rồi nó nói ôm sùm ở trong đó đó. Nhưng mà nhìn không thấy cái làn sóng điện đó. Tại đây cũng có. Mở tivi lên bắt đúng cái đài VTV1, VTV3. Bữa nay thì những cái đài đó họ chuyển qua với YouTube hết. Mở YouTube lên cái là có internet 3G, cái là nó chạy ở trên đó. Thì cái trạm trung tâm mà để nó phát sóng đó, cái đó là cái nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Ngài phát cái nguyện rằng khi con thành Phật, mười phương chúng sanh ánh quang minh của con phủ trùm hết mười phương pháp giới, trong đó có cõi Ta Bà. Mà ai chạm được đến ánh quang minh thì trần cấu rơi rụng, phiền não rơi rụng. Ngay chỗ này nè, ngay chúng ta đang ngồi ở đây, bất cứ chỗ nào trong mười phương pháp giới đều có ánh quang minh của Phật A Di Đà do Ngài phát cái đại nguyện này. Đó là một cái tổng đài nó phát ra cái làn sóng điện này. Nhưng mà các vị mà tu giống như là Ấn Tổ, các hàng Bồ Tát cũng như là các vị tổ sư Ngài Huệ Viễn đồ, thì Ngài nhìn Ngài thấy được cái làn sóng điện đó, và Ngài cảm được, và Ngài niệm được danh hiệu, cũng như Ngài Huệ Viễn Ngài thấy Phật và cảnh giới ba lần. Ngài thấy Phật A Di Đà và cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ba lần. Cái điều này không phải nói đùa và nói chuyện giống như bánh vẽ được, không phải lừa bịp thiên hạ được đâu. Mà tần số nào nó ra tần số đó. Nếu mà cái người đó họ chân thật, họ niệm Phật, họ cảm được cái tần số đó là Đức Phật A Di Đà, họ niệm Quan Âm thì họ cảm được cái tần số của Bồ Tát Quan Âm. Ở trong văn sao Ấn Tổ có kể cái câu chuyện này, lắng nghe nè. Có cái ông đó, ông bệnh quá cỡ rồi, ông bệnh ông đi thuốc tây thuốc tàu, ông đi bác sĩ ông đi thôi, ông có tiền mà ông đi hết các nơi, rồi cuối cùng cái bệnh đó không hết. Nó đau cái gì trong ruột nó cứ đau, mà rọi phim chiếu làm cái gì cũng không có hết được hết. Cuối cùng ông nghe đến người Phật tử chỉ cho ông cái bộ văn sao, ông đọc mà tổ sư nói là thường gặp nạn đau bệnh là phải niệm Quan Âm. Ông vâng lời, ông niệm Quan Âm. Đêm hôm đó ông nằm, ông thấy có một vị lương y, đó là hóa thân Bồ Tát Quan Âm, làm tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di, đến nỗi sông núi Quan Âm cũng hiện hình hết, không có cái gì mà Quan Âm không hiện hình được hết. Không chỉ là 500 ứng hóa thân đâu, mà 100.000 ức ứng hóa thân thành một vị lương y là đó Bồ Tát Quan Âm ứng thân. Để tới hỏi ông bệnh sao, rồi ông kia sao trong cái bụng này nó đau quá ông ơi. Trong giấc mơ mà mới thiêu thiểu nằm xuống là thấy ông tới. Bắt đầu là cái ông đó, ông lấy dao, ông rạch cái bụng ra, không có đau gì hết trơn á, môi hết ruột ra. Ông rửa từng chút trong đó rửa sạch sẽ hết rồi ông xếp vô lại. Xếp vô lại xong cái là gì? Sáng thức dậy hết bệnh luôn. Cái này là trong mẫu chuyện là Quan Âm cảm ứng lục. Mà Ấn Tổ nói là không biết 100.000 cảm ứng, kẻ không thể hết. Đây gọi là Bồ Tát lực, Phật lực gia trì. Vì sao người ta cảm được như vậy? Vì người tin được cái công đức danh hiệu Bồ Tát Quan Âm
Ngài tầm thanh cứu khổ. Tầm là tìm, thanh là âm thanh của chúng sanh nào mà đau khổ, mà niệm danh hiệu Ngài là Ngài tìm đến. Nhưng chúng sanh nào không niệm thì Ngài không tìm đến, là bởi vì cái tần số nó không có giao thoa nhau. Cũng giống như là mình có cái điện thoại di động, nay chủ nhật Minh ông tự nhiên bỏ điện thoại lên trên này để cho nó sáng sáng, ông quay phim cho đẹp, nay ông nói thì vì sao bấm gì 0909747474 vô tỉnh Thất Quan Âm liền, nhưng mà 0909747475 không vô, hiểu không? Nó không đúng cái số của nó, không có vô. Mấy người mà niệm Phật á, Nam Mô A Di Đà Phật, lúc đó là không vô rồi đó. Tần số nhiễu à? Nhiễu cái gì ạ? Nhiễu hôn trầm, đúng không? A Di Đà Phật, vậy là không vô rồi đó. Nhưng nó bấm không vô đúng số đó. Cho nên ông Tổ Ngài dặn là từng chữ từng câu rõ ràng tất bạch phân minh, miệng niệm tai nghe, tâm mình biết mình đang niệm Phật, niệm ở đâu để cái tâm mình ngay nơi đó, rõ ràng phân minh. Thấy nó hôn trầm là mình đứng dậy mình đi kinh hành, mình lễ liền, đừng có ngồi lì đó. Còn không thì sao? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chút nữa ra rót gạch chỗ nào đây ta? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mà mình nói nó đi đi. Từ, mày phiền quá, đây tao niệm Phật chứ sao mà mày cứ tới mày làm phiền tao vậy? Để chút nữa rồi suy nghĩ chứ, niệm Phật rồi suy nghĩ. Nó không chịu, nó không chịu. Bởi vì cái lực của vọng niệm nó mạnh hơn cái lực của niệm Phật, nó không nhường chỗ cho mình. Do hàng ngày mình tiếp duyên xúc cảnh, cái chuyện gì mình cũng mang vô đây, cái chuyện bà tám bà chín đâu mà heo đẻ gì cũng mang vô đây về kể, cái chuyện gì nó cũng đem vô cái đầu mình hết trơn, nó đầy ắp trong này rồi. Ai là toàn, Ấn Tổ nó là toàn bộ tinh thần để vào trong nhơ nhiễm tưởng, để vào trong phiền não, để vào những việc khác, cho nên không có đề khởi được câu Phật hiệu. Rồi suy nghĩ kỹ lại thử coi là cuối cùng mình đi mình có mang được cái gì không. Cho nên câu Phật hiệu khó niệm vô cùng, và câu Phật hiệu cũng dễ niệm vô cùng. Nếu biết cách thì dễ niệm lắm. Còn không biết cách, miệng mình niệm mà tâm của mình nó nghĩ thôi tơi bời, gọi là tán tâm niệm Phật. Nhưng mà tán tâm niệm Phật nó đỡ hơn là không niệm Phật. Miệng niệm Phật mà tâm nó đang tán loạn, nó không trụ được câu Phật hiệu, nó đỡ hơn là không niệm Phật để đi nói bậy. Mà không niệm cái là bắt đầu nó nghĩ bậy, nó nói bậy cho coi, nó làm linh tinh lang thang cho coi. Mà không biết trong đó nó suy nghĩ cái gì không biết, mà cái miệng mình cứ nhép nhép A Di Đà Phật, nó đỡ tạo cái ác khẩu. Nhưng mà cái người đó mà họ niệm được câu Phật hiệu, mà họ định tâm có trên câu Phật hiệu, họ niệm được công đức thù thắng. Có nhiều người người ta nói vậy nè: ông Phật A Di Đà làm gì ở đây cách 10 muôn ức cõi có bên Tây Phương? Đức Phật Thích Ca muốn nói cái bộ kinh Di Đà đó là muốn nói tự tánh Di Đà. Làm gì có cái Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 muôn ức cõi? Di tâm tịnh độ, Đức Phật muốn hiển lộ cái này, chứ không phải nói Đức Phật Di Đà bên cõi Cực Lạc rồi Tây Phương ở bên đây cách 10 muôn ức cõi, không có đâu. Cái này chúng tôi không dám nói tên, chứ Hòa Thượng đó nói chúng tôi nghe rõ luôn. Làm cái gì cái chuyện mà sằng bậy điên rồ ha? Bình thường cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, có thấy mặt mũi ông đâu? Rồi lúc chết rồi kêu giảng sanh, cái chuyện làm điên rồ. Ôi không biết cái vị này ông đọ đến đâu ta, không nghiên cứu gì về tịnh độ mà dám nói như vậy. Chính cái pháp môn tịnh độ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra, mà Ngài nói là xử lý viên dung. Lý đó là tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ mà vị hòa thượng đã nói đó. Thì vị hòa thượng đã nói nó chỉ đúng trên cái mặt là lý thôi, nó chưa đúng trên mặt sự, nó chưa có viên mãn xử lý viên dung. Mình tu tịnh độ mình không có hiểu rõ cái bắt đầu, cái mình nghe cái mình bị thối chuyện mất. Nhân tổ sư ông Quang nói mình tu tịnh độ là mình hỏi những vị thầy tu tịnh độ, đến đạo tràng tinh tu tịnh độ, đọc sách tịnh độ, niệm Phật chừng nào nhất tâm bất loạn, vô niệm Phật tâm bụi rồi, nó muốn đi học cái pháp môn khác thì cứ đi,
chứ chưa được chớ nên đi cầu kiến nơi khác. Mình chưa có cái sức định sâu lắng á, mình chưa có cái niềm tin bất thối chuyển với pháp môn Tịnh Độ, mình đụng cái là mình thối chuyển liền. Mà mấy thầy ông nói lý hay lắm, làm gì đó ngoài tâm mà có độ, làm gì ngoài tâm mà có Phật. Đó là nói cái lý nhà thiền thì đúng. Bây giờ nhà thiền họ tu bằng cái con đường trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, bất lập văn tự giáo ngoại biệt triền, đi vào con đường chân tâm thường trụ của mình Phật tánh á, bằng con đường chân không, gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, ý niệm Phật khởi lên cũng là vọng tưởng, họ không chấp nhận. Thì đi con đường, đi vào bằng con đường chân không á, họ tu thiền đúng. Nhưng mà Ấn Tổ nói là thời đại hôm nay mà tìm cái người mà để ngộ được tâm tánh gọi là triệt ngộ, tìm như lông rùa sừng thỏ còn không khó lắm, không có đó, đừng nói chứng. Chứng nó còn khó hơn nữa. Mà tìm bây thời bây giờ mà chứng A-la-hán thì thôi, khó lắm, không có. Như vậy á, mình biết rằng cái pháp môn á, niệm Phật á, là xử lý viên dung. Và tu pháp môn niệm Phật là họ đi vào cái chân tâm bằng cái con đường diệu hữu. Diệu hữu là cái gì ạ? Câu Nam Mô A Di Đà Phật là diệu hữu. Vì sao nó gọi là diệu hữu vậy? Vì đó là cái quả giác của Phật A Di Đà tu đã thành rồi. Bao nhiêu cái nguyện lực, bao nhiêu cái công đức, bao nhiêu cái thọ mạng của Phật á, ngài dồn chứa trong đó hết. Cho nên Ấn Tổ á, hồi sáng chúng tôi ăn cơm ngày mở văn sao ra nghe ngài nói cái câu Nam Mô A Di Đà Phật á, nó là một cái pháp tổng trì. Bởi vì tổng trì tức là A Già Đà, A Già Đà là tổng trì, là gì, là phổ sanh, tức là cái pháp môn này nó độ chúng sanh trong chín pháp giới từ Bồ Tát cho đến địa ngục, cho nên gọi là phổ sanh. Phổ là rộng rãi, là phổ quát. Sanh là từ hàng Bồ Tát cho đến địa ngục đều không ra khỏi pháp này. Nếu muốn để thành tựu một đời thì Ấn Tổ mới nói là cửu giới chúng sanh bỏ đường tắt Tây Phương khó tròn nên quả giác. Mười phương chư Phật rời cửa màu Tịnh Độ, khó độ khắp hồng mê. Hai cái câu này chúng tôi làm thành cái bản rất là trân trọng để chính giữa. Một bên là Ấn Tổ, bên là Hòa Thượng Tịnh Không, treo trên cái vách ở trong phòng chúng tôi. Câu này nó viên mãn. Cho nên cái pháp môn Tịnh Độ á, là tự lực của mình đó, là mình biết rằng mình có tự tánh Di Đà Di Tâm Tịnh Độ. Mà hôm bữa chúng tôi nói là tánh đức, Ấn Tổ gọi dùng danh từ gọi là tánh đức. Vì cái tánh của mình nó đầy đủ hết công đức ở trong, nhưng mà mình chưa có khai thác nó được. Mà muốn khai thác cái tánh đức này để cho nó hiển lộ ra tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp á, thì phải tu đức. Mà trong tất cả cái tu đức, chỉ có lấy cái vạn đức hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật á, mình tu á thì nó nhanh nhất, nó hiển lộ ra nhanh nhất. Nhưng mà điều mình không có tinh thần để mình tập trung, để toàn tâm lên đó, mình để vào những cái chuyện khác, cho nên nó chưa có hiển lộ được cái tánh đức của mình. Nếu mà không có Phật lực gia trì thì người này không thể vãng sanh được. Bởi vì khi mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Di Đà xuống tận nơi gặp chúng ta, mà ngài dùng cái thần lực, ngài nhiếp thọ cái tâm thức của mình đó, đi vào ở trong cái bông sen đó, vô trong cái liên thai đó, mà đòi hỏi cái tâm thức của mình đó, nó phải là tương ưng với cái hoa sen đó. Dĩ nhiên nó không phải là hoàn thiện hết 100%, nó còn cái nghiệp xấu ác. Nhưng mà cái nghiệp thiện, cái nghiệp tịnh nghiệp đó, nó chiếm ưu thế. Và câu Phật hiệu cảm được với cái nguyện lực của ngài, mình vào trong cái liên thai đó. Thì khi mà mình vào trong cái liên thai đó đó,
Ngài nhiếp thọ đem về Tây Phương Cực Lạc, đây gọi là Phật lực. Tin điều này. Còn không thì chúng ta phải vào trong thai bào cha mẹ nữa thôi. Mà vào trong thai bào cha mẹ là tu giỏi lắm á. Phải giữ năm giới trọn vẹn á, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu, phải giữ được 10 điểm á. Thì quý vị còn cái phước để làm người. Còn không thì nó rớt xuống làm súc sanh mất à. Một đời không bằng một đời. Đời này làm người, đời sau làm súc sanh. Hoặc giả làm người mình hưởng phước, không biết bố thí cúng dường, nó vô trong nhà bằng cùng, lớn lên để làm thê ở mướn cho người ta, đi bán giấy số. Mà có người, nhiều người giấy số cũng khá lắm nha. Bữa có cái cô bán giấy số để dành 5-6 cây vàng luôn á. Có đi xuống khu chuyên tu cô ở trong đó, xong rồi cô đưa chúng tôi đi ăn kinh. Bán giấy số mà cũng để dành dụm có tiền. Cho nên Phật lực gia trì, chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối có Phật lực gia trì. Mắt phàm không thấy, cũng như cái làn sóng điển mở VTV3, VTV1 ra, nhìn không thấy làn sóng điển, mà mở TV ra là TV thấy. Mà TV đó nó mờ, nó cũ, nó hư rồi thì mở không lên. Cũng vậy. Vì sao người đó cảm ứng cái ông đó, ông được Bồ Tát Quan Âm hiện thành cái ông lương y, mổ bụng ông ra, rửa sạch sẽ rồi để vô, còn mình bệnh rề rề mà niệm hoài mà chưa có được Quan Âm tới vậy? Phải Quan Âm thiên vị không? Quan Âm có vấn đề không? Hay là mình có vấn đề? Mình có vấn đề mất rồi. Vấn đề gì vậy? Vấn đề là tính tâm chưa kiên định. Thứ hai nữa, lòng thành chưa đến tột cùng. Và niệm danh hiệu Quan Âm nó chưa có xuyên suốt liên tục, cho nên chưa cảm ứng được. Cho nên trong cái câu mà mình nghe là gì? Năng lễ, sở lễ, tánh không tịch, cảm ứng đạo giao, năng tư nghì là không thể nghĩ bàn. Năng niệm, sở niệm, tánh không tịch, cảm ứng đạo giao, khó thể nghĩ bàn. Bây giờ mình nhận mình là con của Đức Phật A Di Đà là năng cảm, và Đức Phật A Di Đà là sở ứng. Danh từ chuyên môn nhà Phật gọi là năng cảm và sở ứng. Mà sở ứng nó có sẵn rồi, giống như cái trạm mà nó phát đài VTV3, giống như cái trạm của Viettel nó đặt cái sóng chỗ đó đó, mình có điện thoại mở là nó lên thôi, bấm số là gọi được thôi. Cái trạm nó có sẵn à, nó thiết lập sẵn à. Bây giờ mình chỉ bật cái tín hiệu lên cảm thôi. Cảm làm sao cho đúng cái tín hiệu đó. Mà muốn cảm cho đúng cái tín hiệu đó là cái câu Phật hiệu đó, là mình phải niệm làm sao nó phải tương ứng với cái tâm của Ngài. Dĩ nhiên là tương ứng 100% mình thành Phật để mới cảm được Ngài á, thì cái chuyện đó nó khó. Mà riêng pháp môn Tịnh Độ, Ngài vũ lòng đại từ bi, chỉ có hàng ngày siêng năng niệm Phật, muốn về cõi nước Ngài, nhưng mà còn những cái nghiệp tham sân si á, nó còn ở trong đó, nhưng mà nó không có giấy khởi được, nó không có làm chủ được, nó không có chủ động được. Mà câu Phật hiệu là chủ động, câu Phật hiệu đề khởi chủ động. Và những điều thiện trong tâm mình là chủ động, chứ không có điều ác chủ động được nữa, thì người này về được. Còn nếu mà người này mà muốn về nhưng mà niệm ác ở trong nó chủ động, câu Phật hiệu không chủ động, cũng không thể về được. Mà muốn về đó là tín nguyện. Tín là mình tin có Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà cách đây 10 ức cõi, đó là tin sự. Tin lý đó là tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ mình có sẵn. Nếu mà sự lý này mà mình tin viên dung á, tức là mình nghĩ là mình là có Phật tánh, nhưng mà cái Phật tánh này á, giống như là mây á, nó che cái ánh trăng, che cái ánh mặt trời, thì ánh trăng đó tượng trưng cho Phật lực, nó chiếu xuống từng cái ao, từng cái hồ. Mà cái ao, cái hồ này nếu mà nước đục á, nó không có thấy. Cũng vậy, Phật lực gia trì mà nếu tâm người đó bị vẩn đục do tham sân si á, do tài sắc danh thực thì nó làm hoang ố á, do ngủ ấm á, là sắc thọ tưởng hành thức nó che, giống như cái áng mây nó che, cũng giống như là nước nó đục rồi thì không chiếu vô được. Ngàn sông có nước, ngàn trăng soi, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Câu này là sâu lắm. Trăng trên trời vẫn hiện hiện soi chiếu xuống, không có từ chối một cái hồ nào hết. Không phải cái hồ này lớn chiếu, còn cái hồ cái nhỏ không chiếu.
Một chén nước cũng có cái chánh chăn trong đó luôn. Đó là pháp thế gian mà nó bình đẳng như thế. Cũng vậy, Phật từ lực gia trì tất cả chúng sanh trong 10 phương pháp giới bình đẳng giống nhau. Tâm Ngài là bình đẳng rồi. Nhưng mà tâm chúng sanh vẫn đục khác nhau, cho nên cảm ứng khác nhau. Lắng nghe chỗ này nè. Một cái đốm lửa hột quẹt mình chẹt lên cái, mình liện vào trong một cái đống lửa khổng lồ lớn, thì cái lửa diêm quẹt này nè với lửa của cái đống lửa nó hòa với nhau, thì mình không có phân biệt được đâu là lửa diêm quẹt đâu, bởi vì nó hòa với nhau à. Cũng vậy, cái tâm lực mình nhỏ nhoi, nó không có đủ được cái tam minh tứ trí ngũ nhãn lục thông, nhưng mà nó lé lên một cái đốm lửa, đó là tinh có Phật lực, tinh có Tây Phương Cực Lạc, tinh có là mình lúc vãng sanh Đức Phật A Di Đà cầm đài vàng xuống mà chắc chắn mình có phần. Niềm tin này cứ nhen nhúng hàng ngày, tụng kinh A Di Đà, tụng kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật cứ nhen nhúng từ từ là mình đem cái đốm lửa trong tâm mình giống như diêm quẹt á, mình liện vào trong cái đốm lửa lớn, là mình đem cái nguyện lực nhỏ nhoi của mình á, để gì? Mình bỏ vào trong cái biển nguyện của Đức Phật A Di Đà để mình về Tây Phương Cực Lạc. Mà khi mà cái tâm lực của mình á, mà mình cái nguyện lực của mình mà hòa được với cái nguyện lực của Phật á, thì hai cái nguyện này nó sẽ tương thông với nhau. Mà Ấn Tổ nói là một câu niệm Phật, cái này là gì? Niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật, tức là niệm nào của họ cũng là niệm Phật hết. Hằng ngày họ không có niệm Phật, nhưng mà tâm họ khởi lên làm thiện, mà thiện không dính mắc, để họ gì? Họ hồi hướng cái công đức về Tây Phương Cực Lạc. Tuy rằng không thấy họ niệm Phật, nhưng mà gì? Nhưng mà họ làm việc thiện, đó là việc thiện ba la mật, tâm họ tương ứng với tâm Phật. Sau khi việc thiện xong rồi họ quên, họ quay lại câu Phật hiệu. Việc chưa tới họ cũng không suy nghĩ nữa, an trụ vô câu Phật hiệu. Tới đâu tới? Có Phật lực gia trì. Phật tính là sao quý vị? Cái công đức Phật lực đó nó uyển chuyển. Và trong cái công đức Phật lực đó có cái trí tuệ để nó giúp cho mình. Cái này cái người niệm Phật họ mới tin được, cái người không niệm Phật họ tâm không tin đâu. Nhất là anh em chúng tôi người tu sĩ mà học tiến sĩ một bụng giáo lý trong đó nữa thì thôi, đố mà tin câu Phật hiệu. Bây giờ chúng tôi biết lúc trước học kinh đủ thứ loại kinh, kinh Lăng Nghiêm, kinh Lăng Già, kinh Di Ma, rồi kinh Tứ Thập Niệm Chương, đủ thứ kinh hết trơn, mà bây giờ niệm một câu Phật hiệu không niệm được, sở chi chướng nó phá mất. Cho nên Ấn Tổ mới nói là cái người mà họ không có biết gì đến cái tá dược của cái câu A Di Đà Phật, là gọi là thuốc A Già Đà, họ không biết cái tá dược, tức là họ không biết cái nguồn gốc mà có Phật Di Đà phát nguyện 48 lời nguyện, mà họ cứ trầm hâm, họ lo, họ niệm Phật đi, thì cũng như cái người bệnh á, mà người ta không biết được cái tá dược của viên thuốc đó mà họ cứ lo họ uống thì cũng hết, họ cũng hết bệnh. Cũng vậy, cái người niệm câu Phật hiệu họ không biết được cái nguồn gốc của câu Phật hiệu ra sao, Đức Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện như thế nào, mà họ cứ chân thật họ niệm Phật thì họ cũng trừ được cái bệnh trầm kha sanh tử. Ông Tổ nói cái chỗ này hay. Còn cái người mà họ biết được cái tá dược của họ, học xong rồi họ biết rồi, họ niệm Phật nó có chuyển được cái bệnh trầm kha sanh tử, cái thuốc nó vô trong người, trong tâm họ chuyển, họ thấy nó có họ lợi ích như thế nào đó, họ giới thiệu cho người khác, thì cái người này tự lợi lợi tha, nó rất là viên mãn. Nhưng mà cái người mà họ niệm Phật cái lúc mà họ vãng sanh, họ cũng để lại cái biểu pháp lợi tha, cũng là viên mãn. Quý vị có hiểu là cái người đó không biết được cái tá dược của viên thuốc mà người ta uống vẫn hết bệnh đúng không? Uống đều đặn là hết bệnh thôi. Cũng vậy, người đó người ta dốt nát, người ta không biết được cái gì về cái câu Phật hiệu, cái nguồn gốc xuất xứ ra sao, mà Phật tán thán nó như thế nào, mà họ cứ trầm hâm họ niệm Phật riết, gọi là Ấn Tổ gọi là kẻ làm ngu phu ngu phụ á, cuối cùng cũng được Phật lực gia trì đưa về Tây Phương Cực Lạc. Phật lực bất khả tư nghị. Ông đó buổi sáng ông lễ Phật, gọi là canh khuya đảnh lễ Phật Di Đà, trước mặt gương Nga rọi đúng tầm, trước mặt ông là Phật A Di Đà, giác tánh bên này sông rực chiếu, đây là năng cảm nè, hồn nhiên trực nhận Phật bên ngoài, tức là trong tâm, hồn nhiên trực nhận Phật là tâm, tâm tức Phật, hai là một.
Cái này ông nói đến xử lý viên dung. Mà riêng cái pháp môn tịnh độ, pháp lực và Phật lực là một. Câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật là gọi là pháp lực. Một niệm tâm tham nhiễm tưởng gọi là tham ái cũng là gì? Pháp lực. Mà pháp lực đó là pháp lực của thế gian, nó nhận chìm mình xuống khổ đau, gọi là pháp thế gian. Nó có cái năng lực của nó, và cái năng lực của nó bảo bọc cái tâm của mình, nó tạo thành cảnh giới. Nếu mà tham mà nặng, đây là cái nhân của ngạ quỷ rồi. Và cái đây cũng là một cái pháp, mà gọi là pháp thế gian. Đây gọi là pháp lực, mà pháp lực của thế gian. Như bà Thanh Đề, nó bảo bọc cái tâm của bà, vừa hỷ bán tam bảo, vừa tham lam, cho nên thành ra vừa sân hận bực tức hỷ bán chư tăng nữa, cho nên hai cái tội này mà nó xuống địa ngục. Đây cái pháp lực của thế gian, nó bảo bọc, nó đưa mình đi. Còn nếu mà mình cảm được cái pháp lực của Phật thì tâm mình an vui. Cho nên cái pháp lực của pháp môn tịnh độ đó, là trong câu Phật hiệu, là danh hiệu của Ngài, nó có cái từ trường, cái từ lực của Phật gia trì trong đó. Trên cái câu A-di-đà Phật, cái câu Nam-mô-di-đà Phật mà treo ở chỗ đó, cứ đi qua niệm câu, đi lại niệm câu, cái chỗ đó từ từ cây nó mọc, nó xanh tươi lên. Có cái vị thầy dưới Madagui, ông mở câu Phật hiệu, mở kinh Di-đà, mở chú Đại Bi, cây cối xong nó xanh tươi sen, rồi nó mọc quá trời. Cái ông đi Mỹ xong, ông giao mấy đệ tử ở nhà, nó không có mở đi chơi, cuối cùng về cây nó heo eo hết trơn, mà nhìn không có xanh tươi, không có sinh khí. Không vậy ông kêu, tôi kêu tụi bay sao mà ở nhà là mở kinh mở đồ cho cây nó nghe, mà sao tụi bay không mở vậy? cây cối nó còn cảm được cái câu Phật hiệu, huống chi con người của mình. Vì sao con người mình không cảm được câu Phật hiệu, và họ niệm Phật mà vẫn không cảm được câu Phật hiệu? Vì cái tâm của họ có sự ngăn cách. Vì sao cái tâm họ có sự ngăn cách? Họ tính toán mua mô lợi danh, được thua còn mất, nó đầy ắp trong tâm họ, họ gỡ không có ra. Gọi là tâm này tạo nghiệp, tâm này không chuyển được nghiệp, nghiệp nó trói buộc lại tâm, chịu không nổi. Gỡ từ từ ra, lấy câu Phật hiệu để vô trong đó từ từ, gỡ từ từ ra. Gỡ khi nào? Bọn phàm phu của mình là phải 8 đến 10 năm mà phải buông vạn duyên à. Buông vạn duyên không phải là không có làm gì hết, mà làm toàn tâm, chú tâm vô làm, làm xong rồi quên nó đi. Chưa tới đừng nghĩ nó nữa, bỏ nó qua một bên, bỏ vô hộp khóa, đóng để nó một bên. Phải nghĩ điều này, phải canh cánh điều này. Mà bước đầu mình canh cánh nhưng mà cứ bám, bây giờ cái lực đó nó mạnh quá, mà mình suy nghĩ được điều này, từ từ nó sẽ gian ra. Quý vị có cái tâm trạng mà tâm rỗng rang, chỉ để câu Phật hiệu, không có ý niệm gì khởi lên, quý vị có cảm giác được cái tâm trạng đó không? Không gì sướng bằng. Nói những cái điều này, những người mà không để câu Phật hiệu trong đó toàn tâm, không có cảm giác này, toàn tâm chỉ là phiền não vọng tưởng, sằng bậy, tính toán mô mô, không có phước báu được làm được cái gì đâu trong đó mà mô mô tính toán. Mà dẫu cho có đi nữa thì nó cũng dính vô gì? Danh văn lợi dưỡng, pháp lực bất khả tư nghì, chúng sanh tâm lực bất khả tư nghì. Nếu mà tâm lực chúng sanh mà để trên cái pháp lực câu Nam Mô Di Đà Phật, để lên cái pháp lực Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, để lên cái pháp lực chú Đại Bi á, thì nó khởi tác dụng bất khả tư nghì. Mà lỡ cái tâm lực chúng sanh mà để lên cái pháp nhơ nhiễm tưởng, tham sân si ái nhiễm tâm dâm á, thì nó tạo không biết bao nhiêu là tội lỗi. Và cái tội này nếu mà hư không mười phương pháp giới có chỗ chứa, mà tội có hình tướng thì chứa cũng không hết. Kinh khủng không? Cho nên mới nói tâm lực chúng sanh bất khả tư nghì, nghiệp lực nó cũng bất khả tư nghì. Nói mà cái chuyện sát sanh là bữa nay thôi, nó lấy một chiếc thuyền thiệt to, cái nó bung cái lưới ra, họ kéo một cái không biết bao nhiêu trăm ngàn tấn cá. Mình thì gì? Chỉ quăng cái lưới mà kéo bằng tay không? Họ kéo chiếc thuyền nhỏ nhỏ không? Mình suy nghĩ ra nó kéo một cái chiếc thuyền, nó bung cái lưới lên một cái không biết bao nhiêu tấm cá trong đó. Tâm lực tạo nghiệp ác kinh khủng thiệt. Bò mà nó treo chân lên cái nó làm rẹt đứt đầu, nó mổ nó làm trong mấy thiết là nhanh, mang ra ở ngoài những cái chỗ nó bán tươi mà ngon dễ sợ. Nó ngon vậy là không phải nhàn thèm, nhưng mà nói những người mà
Nói những người mà mê thịt là nhìn vô là thấy thôi, nó còn đỏ tươi à, đỏ ao, có máu rỉ rỉ trong đó nữa. Làm sao hay thiệt. Đúng rồi, tâm lực chúng sanh mà ác thì bất khả tư nghì, mà nếu mà thiện nữa thì thôi bất khả tư nghì. Nhưng mà thiện và ác đó nó phải có môi trường. Môi trường thiện thì phải vào môi trường thiện để nó huân tập, nó hàm dưỡng trong đó. Ba cái ngôi báu bất khả tư nghì là Phật, Pháp và Tăng. Ấn Tổ gọi là Phật lực, Pháp lực và Tăng lực.